Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ săn cá ở dọc theo cái bờ kênh như thế này. Sông đây cũng khá là rộng nha các bạn. Thì để xem hôm nay mình sẽ thu hoạch được những gì thì mình mời tất cả các bạn cùng đi theo mình để chúng ta cùng khám phá dòng sông này nhé. Hiện tại mình sẽ đột kích ở đây nha các bạn. Mình sẽ canh cá ở đây. Con cá nào nó đi qua hay không? Đây thời điểm săn ở đây thì cũng rất là thích hợp. Đây có con cá rồi bạn, con cá quá to luôn, còn mình không biết là cái gì nữa, lội lội luôn rồi. Gió quá. Lội đi rồi các bạn. Mình vừa mới thấy đây nó tiêu rồi. Hiện tại mình bắn được con cá này các bạn, nó lâu quá trời lôi nè. Hồi nãy nước sâu quá mình không thấy cá, mình không biết là cái gì, nhưng mình bắn đại thôi, nó lôi quá trời lôi không biết cái gì nữa. Giờ mình để cho nó mệt rồi xong mình sẽ lâu nó lên ha. Lâu dây dây dài lắm các bạn, mấy chục mét rồi không biết cái gì nữa. Lâu nữa rồi. Ở đây cao quá không biết mình lôi cá lên bằng gì đây. Nặng quá mà mình không biết cái gì nữa. Lôi hả bạn? Mình lôi nó từ từ vào. Thấy nó cũng hơi mệt rồi đó. Mình lôi vào để nó đỡ bị giục. Cá nó mạnh nó dậy á, mình kéo mạnh nữa thì nó dễ giục giục dây giục cái mũi tên. Xa quá các bạn, là giữa sông. Cá yếu rồi các bạn, bây giờ lôi vào nó dễ nè. Còn dãy nữa, còn dãy vụ nữa. Ôi trời trời, lôi nữa, lôi ngược lại được. Ô cá. Cá này cũng to các bạn. Ui trời 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 trời. Ui. Lôi rồi, lôi nữa, mạnh còn mạnh các bạn ạ.
Sao mạnh quá vậy? Tôi vào không chịu vào à? Nặng quá, còn nặng quá. Cá còn mạnh các bạn. Ồ, đó 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 đó, nó lên nó quần rồi đó. Ôi, đó 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 đó. Lên lên, tụi cá to các bạn. Cá không nhỏ đâu á. Quận nè, quận nước nè. Mình lấy cái bẻ cái cây này ra đi nè. Mọi người thấy. Thấy không? Đó đó, quận rồi đó. Ôi ôi, nó lôi nữa rồi kìa. Cá còn mạnh. Lôi vào bờ luôn rồi. Tút tịt ở đây. Ôi, ôi, quậy ơi, quậy ơi, quậy ơi, quậy ơi. Đó đó các bạn. Ủa cá, ui ui cá to, còn mạnh anh kia nữa rồi. Để máy xuống đây nha. Nó quận các bạn. Lại quần nữa nè, mạnh nữa nè. Cá to. Ôi, bò. Sát bờ các bạn. Trời ơi, cá to, cá to. Ui. Chết to các bạn. Ôi nó quậy. Ôi ôi cá to. Ôi cá to các bạn. Cá mạnh quá, nó quậy dễ vô. Ôi rồi vào bờ rồi, ngược lên đây. Qua đây. Cá to. Ừ, ở đây. Cá mệt rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị xuống bắt nó lên.
Mình sẽ đi xuống nha. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ kéo cá lên nhé. Còn mạnh quá các bạn ạ. Cá chép to các bạn. Chép đây. Chép khá to luôn nha. Cái chép. Mạnh quá các bạn ơi. Rồi vô rồi các bạn. Rồi vô rồi. Dục mũi tên luôn rồi. Nắm lại không kịp. Mũi tên nó vướng vào đây à. Rồi mình sẽ lôi nó lên. Kéo nãy giờ mệt quá trời mà cuối cùng con cá nó lại giục rồi các bạn. Mình sẽ đi lên. Hơi tiếc ha các bạn ha. Kéo lên mệt cũng xỉu luôn mà cuối cùng bắt lại không được. Rồi, hiện tại bây giờ cũng xế chiều rồi. Mình xin tạm dừng cái video clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại nha.